lỡ yêu thương. Em bảo nhớ mấy chị. Quá rồi à? Ngon quá. Nào, miếng nữa nào. Em ơi. Nào. Đây. Ngon quá. Ê thổi thổi nào, nhanh lên bỏng thôi, nhanh lên thổi. Nó còn đổ bát bây giờ nha. Nào bên này. Rồi. Má. Hả mồm. À chị ơi. À chị ơi. Con gà gây lè tê lè tê lè sang rồi ai ơi. Hát bài đi nào. Con gà gáy lè tê lè sang rồi ai ơi. Ấy em dậy rồi nhưng em ấm nha, em dậy nha. Em ơi. Em ơi. Em dậy rồi nhưng ấm. Ấm để đi vào với em nhanh lên. Em dậy nhanh lên. Đấy, ỉnh lên thôi. Thế em dậy cho
đây này, ngồi đây, anh đi về đây bế em này. Này về đây, ngồi đây để bế em. Ngồi đây. Này, em cưỡi lên bụng này. Nào. Nào. Ôi, ôi yêu thương nhau quá. Ôi yêu thương nhau quá. Ôi yêu thương nhau quá. Được rồi, thôi thôi nhá. Thôi. Ừ. Rồi. Rồi đây. Anh cỏ ơi. Ăn trái nhá. Em ăn nhá. Con ơi đổ ra đây con ơi. Ngon không? Ngon quá nhỉ. Nguội tí nhá. Ấm nhá. Ơi, làm gì đây? Ngon mồm đi. Súc mồm. Súc mồm ấm đây. Tiếp. Được rồi, đói quá rồi à. Gà cái o đi. Để mẹ bón cho em nha. Nhem hết ra mồm rồi đây này. Nhem hết ra mồm rồi. Được rồi. Cúp canh hết rồi. Để mẹ cho con ngồi xuống, để mẹ cho con uống. Nào, con ngồi xuống. Biết rằng rồi đấy. Thank you.
cho chúng đây con chồng nhá. Chờ em con trai. Chưa biết ăn. Thế lại đây con trông nhá. Nhưng mà không được cho em trôn đây đâu nhá. Trông con. Đây nhá. Cái chị cún này bé nhá. Chị cún tên là gì ấy nhỉ? Tên là Quỳnh ạ. Con ơi em chưa biết ngồi đâu nhá. Bé em không được ngồi. Chơi này không chơi với em nhá. Ừ. Xong cho cô nhá. Ừ. Cầm cho cô cái này. Cho nó con ngồi xuống đi con. Ừ. Cô hả? Ừ. Em bảo nhờ mấy đứa đi nó chơi cùng cô cho không sợ xuống thì gà nó hốt. Đi đằng nào? Vâng ạ. Cô ở dưới đây có cháu không ạ? Không, không có. À có. Oh,
lấy bim bim cho em mà là con. Em nhà cô có ngoan không? Ngoan lắm, em nhà cô hơi bị ngoan luôn. Chứ ở đâu em xuống tí đã để em cõng thì con đây đã quên mất hôm nay đứa trẻ con. Thank you.
Oh,
cười quá. Mắc cười quá. Cậu uống sữa đi. Wow. Ngon lắm, uống nhá. Cậu uống hết chưa? Cậu uống hết rồi đấy. Anh có ơi, vào chơi với em đi nào. Vào đây chơi với em nào. Vào chơi với em đi nhanh lên. Vào chơi với em đi nha. Con ẩm sữa đi nha.
hỏi thăm suốt từ sáng giờ mới đến nơi đi con. Đó, mà mẹ muốn gặp mẹ. Mẹ nhớ con lắm con ơi. Sao mẹ tìm được con, không để con về. Mẹ hỏi thăm từ sáng giờ thì sao con ở đây cũng không liên lạc với mẹ. Con không tìm được mẹ. Con ơi, mẹ nhớ con quá con ơi. Mẹ hỏi thăm suốt từ sáng giờ mới lên đến đây con ơi. Mẹ ơi, không muốn về nhưng mà muốn, muốn đuổi con đi. À, con giống của bà. Thế con bà cho con, mẹ cho con cái con gà mẹ bánh kẹo cho con cho cháu. Ôi, bà yêu, bà yêu. Con ở đây ừ, à? Mẹ hỏi thăm đây, mẹ hỏi thăm mãi xong lên đến đây mẹ đi từ sáng giờ đấy. Ừ, yêu quá thôi, khổ thân. Con ở đây nhưng mà chẳng ai đến tìm con cả. Mẹ cũng chả liên lạc được, mẹ chả biết con ở đâu. Mẹ con chẳng tìm con bao giờ cả. Ôi, bà thương bà thương bà cho con rồi, bà cho con rồi. Bà thương giống quá thôi. Long ơi, khổ thân quá thôi. Ôi con chồng con rượu say vào xong rồi đuổi mấy con đi không để con về. Con về cho à, quá phải không? Thằng bố nó hư quá phải không? Nó đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà phải không? Ôi chả thế mẹ không liên lạc được, mẹ hỏi thăm mãi mới lên được đến đây. Khổ thân thương quá thôi. Không có ai thì không tựa cả, bố vẫn không cho con ở đấy đâu mẹ ạ. Con về chứ bố ơi, bà bé nào bà bé ạ. Ôi bà bé con hôm nay, đợt này bà nên bà ở với con mấy hôm nhá. Ôi, ôi, cho con đi đi, con bố. Thế chuyến này mẹ thôi được, mẹ nên mẹ thấy con mẹ cháu khỏe mạnh rồi là mẹ mừng lắm rồi. Khổ thân. Nhưng mà một mình mẹ ạ. Thôi một mình thôi, cố gắng thỉnh thoảng mẹ lên. Thỉnh thoảng mẹ lên nhá. Mẹ biết chỗ rồi, thỉnh thoảng mẹ lên chơi với con với cháu nhá. Ôi, sao lại còn có đứa trẻ khóc của chồng kìa. Còn đèo bằng này khổ quá con ơi. Nhưng còn đèo bằng nữa này đi. Khổ quá. Mẹ nó bỏ nó. Chẳng lẽ mình cũng bỏ nó nốt à. Con cũng thấy khổ lắm. Nhưng mà biết làm nào được mẹ. Thế này một mình hai đứa con thế này thì làm nào. Khổ quá thôi. Bây giờ làm nào con lấy cái gì. Con đi làm gì để sinh sống hàng ngày đây. Con cứ phải đi khổ chợ quá mẹ. Thôi thế này cõng cả hai đứa đi à con. Con cứ cõng cả hai đứa ôi đi. Ôi giời ơi, thế này thì trời nắng trời mưa khổ quá con ạ. À. Đứa trước đứa sau đi chợ. Thì lấy cái gì tiền để nuôi hai đứa con đấy con. Con làm không được nghỉ ngày nào mẹ ạ. Lúc khổ nào cũng phải làm. Không nghỉ một chút nào cả. Đức đêm sáng dậy sớm. Nhưng mà không biết làm như thế nào cả. Con không có ai để nương tựa cả. Số nó khổ. Thôi con cố lên con ạ. Con cố lên con làm con nuôi con đi chợ đi búa con bán rau bán cỏ. Con nuôi lấy tiền con nuôi hai con. Giả như con lấy được người chồng mà tốt một chút thì không phải khổ như này phải không mẹ. Tại tôi tại bố tại mẹ nên mới ép con khổ quá. Cái thằng nó rượu chè nghiện ngập. Thế là không biết thương con. Làm con nuôi con cần cái sức khỏe con làm con phải giữ lấy sức khỏe con ạ. Nhưng mẹ ạ, con chỉ buồn một điều là bố mẹ đẻ của con ấy, bố mẹ đẻ con không. Ôi khổ quá thôi, bà yêu quá thôi.
Là một mình hai đứa này ở trên này lấy cái gì để nuôi để ăn đây con ơi. Nhiều lúc con thấy tội thân nghìn cụ với mẹ. Thôi con cố lên con không nghĩ gì. Con lấy cái động lực để con đi làm, con lấy tiền con nuôi con nhá. Em buồn ngủ à con ơi, con buồn ngủ à con ơi. À thì bà bế con à, bà bế con à. À để cho em vào đây làm nhá. Bế mẹ đi 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 thịt gà đi nấu cơm nấu cháo cho con ăn nha. Mẹ đi nấu cơm nấu cháo nha con nha. Mẹ yêu mẹ. Mẹ đây mẹ đây mà. Đây mẹ đây mà con. Bà bế con mà. Bà đi lấy cái xe để đi nhá. Đi dìn dìn nhá. Ôi đi dìn dìn nào. Dìn 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 dìn. Anh nhá, để đi chơi nhá. Nào. Anh nhá, anh đi cục cạch 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 nhá. Câu đó là đi vào là đi quay vào với em nhá, chơi với em bé nhá, chơi với em nào, em ngoan thế kia kìa. Bây giờ cứ quay dần dần làm các có sắm dần các mẹ kể ra từ lúc con đi đến bây giờ cũng được mấy tháng rồi mẹ. Thế là cứ sáng con đi chợ xong về chiều con lại làm việc nhà. Vâng, làm chuồng lợn, chuồng gà. Vâng, con cũng phải làm cố nhá. Tranh thủ lúc trẻ con nó không khóc à. Vất vả lắm mẹ, nhưng mà quen con cũng phải chờ lúc trẻ con nó. Nhưng mà được, nó vất vả mới lại nó buồn chán thì có hai đứa con thì nó cũng là cái động viên tinh thần. Mọi người còn cứ bảo con là đi chợ các thứ đấy, mọi người cứ bảo là cho một đứa bé đi. Nhưng mà con nghĩ rồi, mẹ lúc đầu thì bảo cho đi đấy vì là nghĩ là không nuôi được. Nhưng mà bây giờ cho đi, con đi cho một người rồi mẹ, xong là người ta lại gửi lại vì nó không ăn trên ngoài. Thôi xong... cố con ạ, bây giờ người ta đã bỏ ra mình, có duyên mình gặp á. Vâng. Thì thưa con cố vất vả tí con nuôi cho con nó khôn lớn lên, nay mai 1, 2, 5 nó đi học đi ấy thì con cũng nhàn. Chỉ lo cho nó ăn học thôi, con bảo con cố làm. Chắc một thời gian nữa con có đầy đủ mọi thứ thì con lo cho nó cũng lo được. Cho nó lớn lên xong rồi con cho nó đi nhà trẻ, không được, cửa nhà trẻ đi xong rồi con đi chợ, xong về con làm. Có thể mẹ sang bên nhà cũ của con, chỗ chồng con ở là mẹ biết con ở dưới này. Ôi mẹ cũng đi xong mẹ cũng hỏi mãi xong là
mẹ sáng mẹ đi dậy xong là ăn cơm xong đi đi hỏi thăm mãi mới lên đến đời đấy. Kể ra con ở trên này cũng gần ở dưới ấy thôi mà, chẳng qua là ở một mình một chó mà nên may là con hay đi chợ ấy nên là mọi người cũng biết con đấy. Lần trước có một cái cô ấy hay lên đây chơi, cô ấy cái cô mà con gửi em cô bé xong rồi người ta gửi lại đấy. Cô đấy cũng hay lên chơi với con. Đấy, còn cô lên chơi cô cũng cho quà cho bánh các kiểu, cô cũng thương thằng bé lắm. Đấy. Cô cũng thích thằng bé muốn nuôi nhưng mà nó không ăn sữa ngoài nên là bây giờ con đang tập nó ăn hết một hộp rồi nhưng mà nó ăn kém lắm mẹ. Ủa, con còn bé nó chưa ăn quen. Quen con cứ cho nó ăn dần dần từ từ thì nó quen thì lúc đấy thì thế này cái thằng cu bé con đi đường con thấy xong là con nhặt được. Vâng, con đi chợ về. Thế xong là con thấy người ta bỏ nó ở bên đường. Nhiều quá cơ. Con đi cho gà cho lợn ăn đi để mẹ nấu. Dạ vâng. Nấu thì con đi cho gà cho lợn ăn không tối. Mẹ, cái hộp con nấu chứ. Cái sao này cho vào luộc mẹ. Chục con, hai chục con để ăn, để thịt ăn nhỉ. Con cũng nuôi được, mà nó chưa lớn nhỉ. Nó sắp lớn rồi. Có một đàn nó sắp lớn rồi. Nhưng mà con chẳng dám ăn được. Cho to to đi đã. Băm băm, gà cho em băm băm nha. Cho em cái đùi to nha. Em cái đùi em ăn nhá. Em còi còn chưa dậy đây này. Em còi còn chưa dậy đây này. Em còi còn chưa dậy đây này. Nha, con bé ăn hết luôn. Đây, cả con đây này. Anh coi ngủ, còn chưa dậy nữa. Anh coi á. Ngủ
hôm nó không ngủ giờ này đâu mà. Tít 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 tít. Ơi em ơi. Mẹ nấu cơm cho đệ mâm mâm nào. Con coi dậy đi để ăn cơm nào. Con coi dậy để ăn mâm mâm nào. Nấu cơm mâm mâm em nha. Rồi, mẹ nấu mâm mâm cho em ăn nào. Thế con tối rồi mẹ nhỉ? Tối, mẹ ở đây tối nhanh. Hay có sáng trăng một chút ạ. Sáng trăng. Ông trăng nè. Ông trăng tròn nè. Ông trăng tròn nè. Ông trăng ơi. Đây, ông trăng nè. Tít 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 à. À. Nào. Ôi, đỏ chưa? Mình nha. Ôi, ăn xong còn tắm giặt nào. Mẹ ơi, ăn cơm đi mẹ. Ừ. Trời ơi, mà không còn ăn trên hè như thế này, ngồi đây không được thoáng. Nó mát nhỉ. Sáng trăng giờ không là nó tối lắm. Ôi, con nón chặt mũi nào. Mũi lắm. Mâm mâm nào. Con phải cho thằng bé ăn trước mẹ. Để con ăn đi nhá. Này nó còn ngủ này thì lúc nào nó mới dậy ăn. Thì nó dậy ăn sau mẹ. Con bón cho thằng cu ăn thì nhá. Mâm 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 nào. À. Cái này ăn ngon lắm mẹ. Đấy. 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 Ngon luôn con nhỉ. Ngon thế nhỉ. Đấy. Cu nhà con là lười ăn hơn cả thằng bé này luôn đấy. Thằng này là lười ăn à. Mẹ thấy nít còi thế này. Từ hồi cháu biết ngồi là kiểu như là ăn cơm mà cứ muốn tự xúc thôi mẹ. Nó ăn bây giờ nó đang cầm nghịch à. Nó cứ vừa ăn vừa nghịch, nó thích ăn, nó bón, nó nghịch, nó rơi ra, nó thích ấy. Ăn bé ăn ngon đâu. Thế ăn đi mẹ. Ừ. Ăn đi xem, con bón cho cháu ăn một tí xong à. Ăn ngon không? Anh này thì cháu phải từ đoạn như dậy mới ăn rồi. Tầm này là ngáy ngủ rồi. Thì nữa cháu vẫn con phải đánh thức cháu nó dậy cho nó ăn cơm ăn cháo xong còn tắm cho nó mà chưa tắm ạ. Trước các ăn được hả mẹ? Mẹ ăn rau làm gì, ăn thịt gà này. Đây, đây, cho mẹ cho phát ăn, con cứ bón cho con. Ăn ngon nha, em mau lớn nha. Em mau lớn để đi chợ với mẹ nha. Chợ Nam Ton nha. Ngày mai lớn là hai thằng, là mỗi thằng chở cho mẹ một chuyến nha, mẹ đi bán nha. Không biết bao giờ mới làm được điều đấy đây. Sẽ ăn hết bao nhiêu gạo của mẹ nữa đây. Ăn tiếp. Em không ăn nữa à, em uống nước mừng mừng nhé. Mầm mầm nhé. Ôi, đi ra chứ thế. Con dậy đi con, dậy ăn cơm đi con. Anh này mới ngủ thì còn lâu á. Thế mẹ bế đi, để con vẫn đặt cái bé này con bế cho. Mẹ ăn cơm đi, mẹ ăn cơm đi. Ôi, mà con ngáy ngủ đây này. Mẹ bà lấy cho con nhá. Bà lấy được mầm mầm nhá. Nào, mâm để bà cho con. Nắng quá. Em có quạt xem nhá. Bim. Để bà lấy cho con nhá. Bà lấy cho con nhá. Bà lấy mâm mâm nào. Yêu thương, yêu thương.
yêu thương. À đâu gọi anh Trăng rồi. Ông Trăng ơi, xuống chơi với em nào. Mích ẩm ấy. Con mích nó ẩm đấy. Cho nó ăn tí con, mẹ. Con mích. Ồ. Mẹ bế cho bà ăn cơm nha. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Ừ. Cho nó ăn một tí thôi. Nó nhìn mình nó khổ. Ăn đi con. Vâng. Ăn nhiều à? Gà mình nó làm nuôi ngô ngon lắm. Vâng, ngon mẹ. Ăn thơm thịt mẹ nhỉ? Ngon rồi. Nhớ ngày trước á, chưa lấy chồng á, cứ lâu lâu lại sang nhà mình để ăn thịt gà. Đấy. Mình lúc nào cũng nuôi, nuôi mình nuôi thả rông á, xong rồi ăn ngô á, nó ngon. Con thích ăn thịt sáng mà. Đúng. Ăn nhiều mà con ạ. Vâng ạ. Mẹ vẫn nhớ sở thích của con thích ăn gà này. Con thích ăn này á. Ngon mà gà thức để không? Đấy. Gà già rồi mà. Mẹ nuôi mấy tháng rồi đấy. Như kiểu mình cứ cho ăn dân dã. Con ăn đi, con ăn đi. Đây con ăn đây ạ. Con ăn đi. Con ăn nhiều vào. Vâng ạ. Ngon. Chính ra ăn thịt gà thế bằng tay mới ngon. Ừ. Em ơi, nhanh dậy ăn cơm em ơi. Mầm mầm ơi, em ơi. Bà cho này, con ơi. Ui. Ẩm, ẩm miếng nè. Ẩm nè, ẩm nè. Ẩm nè. Ẩm miếng nè, ngon thế. Đấy, bà cho con này. Ôi, đùi gà đấy. Ngon. Ẩm nè. Con ẩm đi. Ẩm miếng ra mồm. Con ẩm đi. Cháu ăn được rồi. Ẩm. Cháu ăn được rồi mẹ. Ăn nha. Ăn nhiều cháu lớn nha. Vâng. Nếu mà chả nước ra không, nó chả nước không. Sao lại chỉ luộc này nó ngon. Cái lá của nó con mang đi.